Hello, xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em một cây quạt cây đến từ Nhật Bản. Cây này là dòng Net Leokun, một trong những cái dòng của Sanyo. Con này thì như anh em có thể thấy thì nó là cánh xoắn 35 và nó cao 1m35. Chân đế là gang sắt như anh em có thể thấy. Rất là chắc chắn. Trên này thì nó có cái nút vặn lên xuống. Đây là cái phần thân của nó này. Rất là đẹp. Cái này nó bằng sắt. Đó. Lồng là dạng xi mạ, sáng bóng luôn. Con này thì hộp số nó là hộp số 3 cấp. Đấy, anh em có thể thấy. Phía đằng sau này thì anh em có thể xoay góc 45, 65 và 100 độ đều được hết. Tút lăng nhấn. Quạt rất là êm và gió rất là mạnh. Anh em nào mà yêu thích chiếc quạt cây này thì có thể liên hệ với em nhé. Số là số gạt. Cây phù hợp chúng ta để trong phòng khách và phòng ăn. Dáng cao và